Ở những số phát sóng trước, chương trình từng giới thiệu đến quý vị và các bạn chiêu thức mà các đối tượng lừa đảo trong vai nhân viên của công ty đến để đặt vấn đề thuê đất, lắp đặt biển quảng cáo hay trụ sóng năng lượng mặt trời, và gần đây nhất là thuê mặt bằng để quảng cáo trưng bày sản phẩm. Đối tượng mà bọn lừa đảo nhắm đến là những ai nhẹ dạ, ít hiểu biết và hám lợi trước mắt. Và trong tình huống phát sóng lần này, kẻ gian cũng đến tận nhà nạn nhân đặt vấn đề thuê đặt biển quảng cáo, nhưng chiêu trò lần này lại được biến hóa tinh vi hơn, khiến cho nạn nhân tự nguyện sa chân vào bẫy và không hề hay biết. Cụ thể chiêu trò đó được diễn ra như thế nào? Chí Thuận mời quý vị và các bạn theo dõi ngay sau đây. Nhà tôi nằm ngay mặt tiền đường, cũng đông đúc xe cộ qua lại. Cũng có khá nhiều chủ kinh doanh muốn thuê lại phần sân trước nhà tôi để mở tiệm buôn bán. Nhưng tôi vẫn còn chần chừ, vì cho thuê mặt bằng thì nhiêu kê lắm. Sáng hôm đó có một người thanh niên ăn mặc chỉnh chu dừng xe ngay chỗ tôi đứng, phía sau chở một thùng hàng khá to. Dạ, con chào chú. Chú cho con hỏi á, chú phải là chủ nhà này không ạ? Đúng rồi, tôi là chủ nhà này. Cậu là ai vậy? Dạ, con giới thiệu với chú. Con là Toàn, là nhân viên của công ty điện tử. Công ty con muốn mở rộng thị trường. Con là chịu trách nhiệm bên cái bộ phận là thuê mặt bằng, tìm để gắn bảng quảng cáo cho cái dòng sản phẩm mới là cái bếp từ của bên con. Dạ, thì con thấy nhà chú á, là có địa thế đẹp. Nên con có chụp hình gửi về công ty duyệt. Thì con mới đại diện cho công ty xuống đây xin phép chú cho con thuê với giá là tháng 2 triệu. Đó, và kích thước của cái bảng con nhỏ thôi, 40-60, nhỏ nha, con gắn ở đây chú. Dạ. Rồi, vậy là thôi, mời con vô nhà nói chuyện. Dạ, con cảm ơn chú. Rồi, mời. Dạ. Mời ngồi đi con. Dạ, con gửi chú coi cái hình của bảng quảng cáo mà con đặt trước nhà chú á. Dạ đây. Với lại bên công ty của con á là hợp đồng với chú là 2 năm, mỗi tháng là 2 triệu. Đó, sẽ thanh toán cho chú là hàng năm. Chú thấy sao? Như trong hình này là biển quảng cáo có sử dụng điện, vậy dạ. Là cái tiền điện đốm này là bên con chịu luôn hay là sao? Dạ không, cái tiền điện này á là bên công ty con tính luôn trong cái tiền thuê mặt bằng của chú 2 triệu tháng. Vậy là thấp quá, vừa tiền điện luôn mà chú cho mướn có 2 triệu, vậy không được đâu, phải 3 triệu mới được. Dạ chú ơi, con đi đặt bảng quảng cáo rất là nhiều nơi. Thực sự Vương nói với chú là tiền điện maximum á của cái bảng đèn LED này á cao lắm là 300 ngàn tháng. Thì nhưng mà bên công ty của con vẫn để cho chú sử dụng cái không gian đó cho những công ty khác thuê rồi gắn lên, miễn sao là đừng có trùng hợp với lại cạnh tranh với lại công ty của con là công ty điện tử được rồi. Theo những gì tôi thấy được nãy giờ á, thì đây là một công ty lớn, có địa chỉ rõ ràng. Thái độ của cậu nhân viên này á cũng rất là thiện chí. Phần đặt biển quảng cáo á thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sinh hoạt của gia đình, lại còn có thể cho các công ty khác lắp đặt cùng. Bỗng nhiên có được một khoản thu nhập nho nhỏ, tôi cũng ưng bụng, nhưng vẫn muốn trả giá cao thêm một chút. Cậu ấy nói rằng á, mình không tự quyết định được, đành gọi về để trao đổi lại với cấp trên. Dạ, con gọi ý kiến của sếp con rồi. Sếp con cũng thích cái vị trí địa thế này của nhà chú. Là chốt giá cuối 2,5 triệu một tháng. Ủa, cái vậy không được 3 triệu sao con? Dạ chú ơi, 2,5 triệu là giá cao nhất rồi đó. Con đi làm tất cả các vùng ở đây là không có cái nhà nào mà giá 2,5 triệu á. Nếu như chú đồng ý á thì 2 ngày nữa bên nhân viên kế toán bên công ty con á sẽ xuống làm hợp đồng với chú và thanh toán tiền ở chú là 1 năm 30 triệu. Đó, chú thấy thì sao? Còn nếu như chú không chịu á thì con xin phép chú qua con thuê nhà kế bên. Nếu mà giờ không cho bên công ty cậu ấy thuê á thì tôi cũng hơi tiếc. Tính ra cũng được 2,5 triệu một tháng, có thêm tiền chở búa này nọ. Tôi đồng ý với mức giá này. Sau đó giới thiệu cái bếp từ này có đến 8 chức năng khác nhau, và ưu điểm đặc biệt của nó là có thể không cần dùng điện. Tôi nghe xong mà hứng thú lắm. Chú xài, chú đem ra ngoài nắng, phơi nắng khoảng 2 tiếng đồng hồ thôi. Là chú vô hôm đó là chú xài nguyên một ngày luôn. Nó tích điện ở trong này nè.
À, đó. Tức là mình nấu nướng đủ thứ hết, dạ, mà không phải tốn ga mà cũng không phải tốn điện. Dạ. À, chú thích rồi nha, chú thích cái bếp này. Ngoài ra, bên công ty con còn có một cái cục sạc dự phòng cho nó. Trừ trường hợp mà trời lúc mưa á, mình không có nắng để phơi nó, à, thì mình cắm cho mình sạc, xài bằng điện. À, giống như là điện dự phòng đó hả? À, nó hay vậy á. Ừ, hay quá ha. Đó. Mà bên công ty của con á, chú biết không, có một chương trình khuyến mãi tri ân khách hàng cho những khách hàng nào mà có nhà cho đặt bản quảng cáo này nè. Là công ty con á bán một cái bếp này hiện tại bên thị trường là 6.9 triệu, mà nếu như mà người nào cho thuê đặt biển quảng cáo á thì bên công ty con cho trả góp 12 tháng. Dạ, cũng hay, nhưng mà chú nghĩ chú cũng chưa cần thiết lắm, tự nhà chú cũng đang có bếp sử dụng rồi, mua cái này nó hơi bị phí. Không phí đâu chú ơi, bây giờ người ta xài cái này không à, nó không cháy nổ nè, nó không có xài ga nguy hiểm nữa đó, như thế đi. À, mà con quên nữa, đây công ty con ngồi cái đó ra, ngồi bán cái này tại góp 12 tháng ra thì bên công ty con có khuyến mãi một combo nè đó, chú mua một cái bếp này sẽ được tặng một combo là 7 món. Đây chú nhìn thấy 7 món hàng không? Đó, 7 món hàng này á, là một là lò chiên không dầu nè, nồi ủ nè, rồi nồi siêu thuốc nè, nồi áp suất nè, bộ nồi inox 5 cái nè, nồi cơm điện nè, rồi chảo mặt đá nữa nè. Chú nhìn đi. Bây giờ những dòng hàng này đang có mặt thị trường giá trên 1.000.000 là khuyến mãi đó nha. Chú mua cái bếp này có 6.9 triệu thôi mà chú được tặng nguyên combo này gần cả 10 triệu. Tính ra chú lời rồi. Cái bếp này cho không cái gì nữa. Đúng không? Đó, chú suy nghĩ đi. Tôi nhẩm tính thì thấy có lợi vô cùng. Mặc dù cái bếp này á không cần thiết phải mua, nhưng bộ 7 món thì nhất định phải có. Có được bộ này chắc bà xã tôi bà thích lắm. Vừa được trả góp bếp này, vừa được bộ 7 món xài trước, nên tôi quyết định sẽ mua. Bên công ty con á chỉ còn có một bộ combo này thôi. Nhưng mà combo này là hàng trưng bày. Mà hàng trưng bày bên công ty con á, xong á là đem về nhập vô kho, chứ không bán hoặc không tặng cho ai hết á. Nếu vậy là chú mua cái bếp này không có được tặng quà, vậy chú mua làm gì? Thôi đi, từ chú mua đâu ha. Từ từ, để con gọi điện thoại cho sếp con thử ra. Để con gọi điện thoại thử. Chú chờ con chút. Dạ alo, cái chú chủ nhà mà cho mình thuê đặt bản quảng cáo á. Dạ, chú muốn mua cái bếp mà được tặng nguyên cái bộ combo 7 món này nè. Mình còn có hàng trưng bày không à. Chị chú muốn có tặng thì chú muốn mua. Dạ dạ, em biết rồi. Chú nói chuyện với lại sếp con á. Thiệt sự cái tôi cần á là bộ 7 món, chứ đâu phải cái bếp này. Nếu không được tặng á thì tôi nhất quyết không mua. Tôi thẳng thắn trao đổi lại với sếp của cậu ấy, thì cậu ấy chia sẻ rằng tôi sẽ được tặng bộ 7 món hàng trưng bày này, với điều kiện là tôi phải trả trước 4 triệu. Cậu ấy sẽ cố gắng sắp xếp để tôi nhận được quà này. Tôi cũng từng nghe nói hàng trưng bày hay hàng cho khách dùng thử á, thường là những mặt hàng có chất lượng tốt nhất. À, có nghĩa là bây giờ tôi mua cái bếp này, dạ, muốn được tặng cái bộ combo này là tôi phải đưa trước 4 triệu. 4 triệu. Còn lại 3 triệu kia là tôi được trả góp trong vòng 12 tháng đúng không? Dạ, còn 2.9 triệu kia. 2.9 triệu hả? Dạ dạ đúng rồi, vì có 6.9 triệu à. À rồi rồi. Chú, tại vì chú trả góp 12 tháng, như cái này chú đưa trước 4 triệu, phải đưa trước 4 triệu. Còn 2.9 triệu kia góp trong vòng 12 tháng. Đó, được thì con ký hợp đồng là hợp đồng của chú với giấy biên nhận. Chú đưa tiền cho con. Rồi 2 ngày, không quên nữa, chút xíu nữa là có bên bộ phận kiểm tra, thanh tra của công ty con xuống á. Có gì chú hỗ trợ giúp con nha. Chú nói là có Toàn tới đây hỗ trợ như vậy á, rồi người ta làm giấy tờ chú thủ tục thì chú hỗ trợ giúp công ty con. Khoảng 15 phút nữa là ghé đó. Thôi chú đồng ý mua. Dạ. Mà con ngồi đây chờ chú chút xíu nha, để chú vô lấy tiền nha. Dạ, cảm ơn chú. Thì đây cũng là công ty đàng hoàng, đằng nào á tôi cũng phải trả tiền mua bếp từ giờ trả trước để được bộ 7 món này, nên tôi đồng ý đưa trước 4 triệu. Cậu ấy cũng đưa hóa đơn cho tôi ký, mọi thứ rõ ràng hết. Dạ, rồi, cảm ơn.
Chú giữ liên này giùm con ạ. Rồi, chú giữ liên này giùm con. Dạ. Dạ. Để giờ con ra xe con lấy cái lò chiên không dầu vô đưa chú trước. Còn 6 món kia chút xíu nữa mấy bộ phận thanh tra xuống rồi người ta đem xuống luôn cho chú. Nha. Cứ đặt bên kia đi, đặt bên kia đi. Dạ. Rồi, được rồi, để đây ngay tôi cắt rồi. Chú xíu chú cắt nha. Rồi, rồi. Dạ. Dạ thôi, con xin phép chú. Ừ. Dạ, con cảm ơn. Cuối cùng á, thì tôi cũng đạt được ý muốn và đôi bên cũng có lợi. Cậu ấy đi về thì đúng 15 phút sau có một người thanh niên khác tới nhà tôi xưng là cán bộ kiểm tra của chi nhánh công ty. Do đã được cậu Toàn báo trước nên tôi vui vẻ chỉ cho anh ta nơi đặt bảng quảng cáo. Người này lấy điện thoại ra chụp hình rồi lấy thước dây ra đo đạc ghi ghi chép chép, coi bộ chuyên nghiệp lắm. Con cũng chia sẻ chú một chút. Giám đốc của con, trước khi đi thì ảnh cũng có báo cái kế hoạch, đó là nếu mà khách hàng chấp nhận trả một lần của cái bếp điện này chứ không có trả mà trả góp nhiều lần thì bên công ty con sẽ tất toán hợp đồng cho mình luôn. Có nghĩa là hợp đồng của mình đặt bản quảng cáo là 2 năm, tổng cộng là 60 triệu, tụi con sẽ trả trực tiếp một lần. Như vậy là bên con đồng ý trả cho chú một lượt luôn là 2 năm là 60 triệu luôn hả? Dạ đúng rồi. Có thiệt thòi quá bên công ty con không? Dạ. Chú cứ yên tâm, cái này là không có bên nào thiệt hết, mà đều là có lợi với nhau hết. Nghe cậu ấy gợi ý trả một lần tiền thuê mặt bằng bản quảng cáo là 2 năm, tức 60 triệu, tôi cũng có chút phân vân. Nhưng suy đi nghĩ lại thì tôi thấy trong việc này tôi có lợi chứ không có thiệt gì hết. Thứ nhất á, là đường nào mua cái bếp này tôi cũng phải trả chừng đó tiền. Chưa kể mua bếp còn được tặng bộ 7 món. Nếu tôi không xài á, thì đem đi bán lại tôi cũng có lợi. Thứ hai là nếu như 2 ngày sau bên công ty không đến làm hợp đồng và đưa tiền cho tôi á, thì tôi không cho lắp đặt bản quảng cáo vậy thôi. Còn nếu như họ thực hiện như những gì đã thỏa thuận á, thì quá tốt. Ngay lúc con trai tôi cũng đang cần tiền làm ăn, tôi cũng có thể đưa cho nó mượn ngay, nên tôi đồng ý đưa thêm 2 triệu chín nữa để nhận về 60 triệu. Thôi ngồi chờ chú lấy tiền. Dạ rồi. Ấy, sẵn chú cho con mượn lại cái hóa đơn mà lúc nãy bạn Toàn có đưa cho chú á, để con ghi lên đó là đã nhận đủ. À dạ, sẵn cái toán có xích cho chú luôn. À đây. Dạ. Rồi con ghi nha, chú vô chú lấy tiền nha. Dạ. Xin phép cho con chụp ảnh con gửi về cho công ty luôn. Rồi. Con gửi lại chú. Đây. Đã nhận đủ 6 triệu 9. Rồi. Tiền bếp từ. Ký tên, tên của con. Rồi. Đây là số điện thoại của con. Đây, 2 triệu 9 đó. Bây giờ xong rồi thì nếu không có gì thay đổi thì 2 ngày sau kế toán của con nó sẽ lên hợp đồng. Xin phép con đi trước. Dạ rồi, con cảm ơn chú. Cảm ơn con. Một ngày rồi 2 ngày đi qua nhưng chẳng thấy bóng dáng Toàn và người nhân viên kiểm tra cũng như người đại diện chi nhánh đến để làm hợp đồng như họ hứa hẹn. Ông Hòa bán tính bán nghi, gọi vào số điện thoại trên biên lai nhưng không được. Ủa sao số điện thoại chính số sao mà liên lạc được đây? Mà phiếu thu thì cũng chẳng thấy dấu mộc đơn vị gì hết. Thì ra đây là một biến tướng của chiêu lừa tìm thuê mặt bằng để đặt biển quảng cáo. Có thể thấy việc thuê mặt bằng chỉ là cái cớ để bọn lừa đảo tiếp cận nạn nhân
Sau đó, bọn chúng dẫn dắt, dụ dỗ nạn nhân mua hàng với những ưu đãi lớn để lừa gạt tiền. Quý khán giả hãy cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo tinh vi này nhé. Thiệt tình mà nói là cái cảm giác bị lừa không phải đến lúc này đâu, mà ngay sau khi người nhân viên kiểm tra rồi nhà tôi là tôi đã ngờ ngợ. Khi bình tâm xem lại mấy món hàng và cách thức bọn họ tiếp cận tôi dưới các lớp lan bày ra liên tiếp và nhanh để tôi không kịp cảnh giác. Đầu tiên á là bao trùm hơn hết là 60 triệu đồng thuê chỗ đặt biển quảng cáo tôi sẽ có. Nó đến thật bất ngờ và dễ dàng, đủ để tôi dễ dàng chấp nhận hai khoản thanh toán sau đó với kẻ xấu, dù chúng rất vô lý. Đó là nếu mà khách hàng chấp nhận trả một lần của cái bếp điện này, tổng cộng mình trả luôn 7 triệu thì bên công ty con sẽ tất toán hợp đồng cho mình luôn, tổng cộng là 60 triệu thì con sẽ trả trực tiếp một lần. Chúng vô lý ở chỗ một công ty làm ăn đàng hoàng như họ giới thiệu mà khi giao nhận tiền triệu chỉ có một tấm giấy ký nhận đơn giản được in sẵn, chẳng có gì để chứng minh tính chân thật của nó, vậy mà tôi cũng dễ dàng bỏ qua. Và cũng chính từ khoản thu rất hời đó so với giá trị các món hàng được nhận nên tôi coi thường việc xem kỹ các món hàng mà cậu Toàn giới thiệu. Cái bếp điện từ và cả bộ 7 món đều hoàn toàn không có ghi nơi sản xuất, chất lượng như nào thì hạ hồi sẽ rõ. Đúng là cũng vì tham khoản phí thôi đặt điểm quảng cáo mà tôi mất trắng 7 triệu chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra, Trí Thuận nghĩ rằng ông Hòa, nạn nhân trong tình huống, đã có được bài học cảnh giác cho riêng mình. Trí Thuận mong rằng quý vị phải luôn luôn cảnh giác trong mọi giao dịch, phải chú ý các nguyên tắc cơ bản của nó là phải biết rõ đối tác và phải rõ ràng từng điều khoản trong hợp đồng. Đừng để lòng tham làm mờ mắt dẫn đến mất tiền, còn mang vào thân nỗi phiền não như trong tình huống trên, bị kẻ xấu lừa mua hàng dởm với giá trên trời. Đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã hết. Trí Thuận rất mong được gặp lại quý vị và các bạn trong những tập phát sóng tiếp theo vào lúc 16:40 Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và Trí Thuận luôn mong mỏi nhận được những ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện lừa đảo mà quý vị gặp phải thông qua email chương trình chuyencảnhgiacvn@gmail.com. Chúc quý vị có kỳ nghỉ cuối tuần thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.